Một trận đấu đầy quả cảm của đội tuyển nữ Nhật Bản đã kết thúc tại vòng tứ kết của World Cup, khi họ phải dừng bước trước đội bóng mạnh mẽ đội tuyển nữ Thụy Điển. Mặc dù thất bại, nhưng màn trình diễn của đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn đáng khen ngợi, còn chiến thắng của đội tuyển nữ Thụy Điển cũng không thể phủ nhận sự xứng đáng của họ. Trước một đối thủ đến từ Đông Á, đội tuyển nữ Thụy Điển đã không chiếm lợi thế vượt trội về các thông số thống kê. Thực tế, trong thời lượng kiểm soát bóng, đội tuyển nữ Thụy Điển chỉ đạt 51%. Tuy nhiên, họ đã tận dụng tốt lối chơi khoa học của mình, thể hiện qua việc thực hiện pha luân chuyển bóng nhanh và ít chạm. Trong hiệp đầu tiên, đội tuyển nữ Thụy Điển đã sử dụng thể lực và thể hình tốt của mình để chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi với đội tuyển nữ Nhật Bản. Họ cũng thông minh trong việc chia cắt các tuyến đường của đối thủ, làm cho lối chơi quen thuộc của đội tuyển nữ Nhật Bản trở nên khó khăn. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đã xuất hiện ở phút 31, khi Alistair của đội tuyển nữ Thụy Điển kết thúc chuỗi pha dứt điểm của đội bóng Bắc Âu bằng một cú đệm bóng cận thành từ quả đá phạt ngoài vòng cấm, đưa đội tuyển nữ Thụy Điển vượt lên dẫn trước. Chiến thắng này đã tạo đà hưng phấn cho đội tuyển nữ Thụy Điển, và họ tiếp tục tạo áp lực lên khung thành đội tuyển nữ Nhật Bản. Dù suýt nữa đã có bàn thứ hai nếu cú sút của Aslani không đưa bóng đúng vào cột dọc. Trong hiệp 2, chỉ mất ít phút, đội tuyển nữ Thụy Điển đã được hưởng một quả phạt đền sau khi Fuka Nagano của đội tuyển nữ Nhật Bản để bóng chạm tay trong vòng cấm. Angendan đã không mắc sai lầm trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển nữ Thụy Điển. Mặc dù đội tuyển nữ Nhật Bản đã cố gắng, nhưng không thể ghi bàn nào nên trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội tuyển nữ Thụy Điển, qua đó giành vé vào bán kết World Cup.